Cách bán hàng của một người sale giỏi như thế nào? Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Tân Nguyễn Marketing và mình là Tân. Thì một người sale giỏi là một cái vị trí cực kỳ cần thiết trong bất kỳ công ty và doanh nghiệp nào. Bởi vì một người sale giỏi có thể bán được rất nhiều hàng và gia tăng doanh số, mang lại nhiều lợi nhuận cho công ty. Vậy quy trình của một người sale giỏi được bán hàng ra sao? Thì Tân sẽ chia sẻ các bạn ở trong video clip này. Đừng quên bấm like video cũng như subscribe đăng ký kênh để ủng hộ cho Tân trước khi chúng ta bắt đầu đi vào nội dung chi tiết nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chi tiết từng bước và Tân sẽ giải thích cho các bạn từng bước nó có ý nghĩa như thế nào. Ok, bước đầu tiên. Bước 1 là chào hỏi và cười. Bước này chính là bước mà các bạn sẽ tạo thiện cảm với khách hàng. Bởi vì khi mà bạn cười á, bạn nhớ nha, khi bạn cười thì gương mặt bạn sẽ giãn ra và bạn cảm thấy thân thiện hơn. Với khách hàng khi mà thấy được một cái nhân viên mà đang tươi cười, họ cũng cảm thấy là vui vẻ, cảm thấy là happy, cảm thấy là có cái năng lượng để tiếp tục nói chuyện. Thì và bạn cái việc mà bạn chào hỏi chính là cái bạn tôn trọng khách hàng, lịch sự với khách hàng, và khách hàng cảm thấy điều đó là cái điều mà họ mong muốn, họ thấy điều đó là cái điều mà nhân viên cái cửa hàng tôn trọng họ, thì họ rất vui vẻ để tiếp tục bắt chuyện với các bạn. Đầu tiên hãy tạo cái thiện cảm trước và tạo thiện cảm bằng cách chào hỏi và cười. Ở bước thứ hai đó chính là xác định nhu cầu khách hàng. Xác định nhu cầu khách hàng thì bạn sẽ dùng kỹ năng của bạn để hỏi những câu hỏi để hiểu khách hàng đang cần tìm cái gì, đang có mong muốn gì và đang có những vấn đề gì cần được giải quyết. Bởi vì khi mà bạn hiểu được nhu cầu khách hàng, bạn mới thể tư vấn cho nó phù hợp và bạn mới có thể đưa tới những cái sản phẩm mà phù hợp nhất đối với họ, nhất nha, lưu ý nhất đối với họ. Thì cái việc mà bạn trao đổi khách hàng qua những câu hỏi, qua những cái câu mà vấn đáp, dĩ nhiên là những câu hỏi theo cách mà thân thiện, dễ thương, tế nhị, chứ không phải là hỏi theo cái kiểu mà các cái đồng chí mà công an đang hỏi cung nha. Bạn phải tập cái cách đó ha. Thì làm sao để cho khách hàng dễ dàng open và nói ra những cái nhu cầu của mình một cách mà nó dễ dàng nhất, nó thân thiện nhất, thì các bạn đã thành công ở bước thứ hai. Bước thứ hai xong thì chúng ta sẽ tới bước thứ ba. Bước thứ ba đó chính là xác định khách hàng. Việc xác định khách hàng này có nghĩa là gì? Là xác định được khách hàng đó đang ở cái tầng lớp nào, đang ở cái vị trí xã hội như thế nào và có cái mức thu nhập ra sao, và họ có thể là chi trả cho sản phẩm của bạn bao nhiêu để bạn có thể đưa ra những sản phẩm phù hợp. Ví dụ như là một cái cục pin dự phòng đi. Cục pin dự phòng nó sẽ có rất nhiều mức giá khác nhau và tùy thuộc vào dung lượng, tùy thuộc vào những cái chế độ bảo hành hay là những cái thương hiệu. Thì với những cái cục pin 2-300 nó sẽ khác những cục pin 7-800 và khác những cái cục pin 1 triệu đến 1 triệu rưỡi. Thì cái và xác định khách hàng như thế nào thì bạn mới có thể tư vấn được những cái cục pin phù hợp với họ. Chứ không thể nào mà bạn không hiểu được gọi là khách hàng bạn đang tiếp xúc là ai, có những cái đặc điểm gì, có những cái túi tiền như thế nào để bạn có thể đưa tới những cái thông tin phù hợp. Mà bạn cứ bán theo một cái bản năng là bạn bán cái sản phẩm mà có nhiều hoa hồng nhất, có nhiều lợi nhuận nhất dành cho bạn thì điều đó sai. Tại vì khách hàng không thể nào mà mua một cái sản phẩm mà quá chi tiêu so với họ, hoặc khách hàng cũng không thể nào mà mua một cái sản phẩm mà nó không đúng với những gì mà họ đang mong muốn. Thì điều đó nó không đúng, hoặc là mong muốn nhưng mà không hợp với là cái tiêu chí về ngân sách của họ thì nó cũng không có diễn ra cái quá trình mà bán hàng thành công. Nên là các bạn phải xác định được cái nhu cầu của khách hàng, sau đó xác định được cái khách hàng là ai, thì khi đó mới chính xác được. Bạn ráp hai cái này lại với nhau thì mới ra được sản phẩm. Bước thứ tư đó tính là tư vấn giải pháp phù hợp. Các bạn hãy bấm vào nút subscribe đăng ký và sau đó bật chuông thông báo tất cả để nhận được những video mới nhất từ Tân. Lúc này bạn sẽ đưa ra cái giải pháp của bạn sẽ là sản phẩm này hoặc là dịch vụ này sẽ phù hợp với khách hàng, và khách hàng tại sao nên lựa chọn nó. Khách hàng với cái kinh phí như vậy lựa chọn nó là phù hợp hay không, và nó có đáp ứng đủ cái nhu cầu mà họ đang tìm kiếm hay không, thì bạn sẽ phải phân tích. Dĩ nhiên là sẽ có một số yếu tố nào đó mà
nó chưa phù hợp với họ lắm, nhưng mà bạn cũng phải biết cách giải thích là tại sao nó không phù hợp với họ, tại sao họ nên chấp nhận với điều đó, và cái điều đó có ảnh hưởng gì quá lớn tới là những cái nhu cầu thực tế của họ hay không. Thì bạn sẽ đưa những cái luận điểm của bạn, những cái kiến thức của bạn về sản phẩm để áp dụng vào trong cái nhu cầu của họ đang tìm kiếm để khớp với nhau, để có những cái mức phù hợp để họ có thể chấp nhận được sản phẩm của bạn. Giống như là một khách hàng họ đang tìm kiếm một sản phẩm pin sạc dự phòng với là dung lượng 20.000 mAh, một dung lượng cũng khá là lớn, nhưng mà với ngân sách là dưới 300.000, thì dĩ nhiên là bạn không thể có sản phẩm đó rồi, bạn chỉ có dung lượng là 10.000 mAh mà thôi. Thì bạn sẽ hiểu được cái nhu cầu khách hàng là tại sao họ cần dung lượng lớn như vậy. Thực tế ra là họ chỉ thích thôi, họ lười sạc, họ chỉ là sạc một lần và dùng nhiều lần chứ lười sạc thôi, chứ thực tế ra họ cũng hay ở nhà, cũng không ra đường nhiều, nên là cái việc mà sạc thì nó cũng dễ với họ chứ không vấn đề gì hết. Thì bạn có thể là tư vấn cho họ hiểu là với cái dung lượng mà 10.000 mAh bạn có thể sạc tới 3-4 lần chứ không phải là ít. Tuy nhiên á, thì khi mà bạn dùng cái dung lượng nhỏ hơn á, cái tất cả mọi thứ đều rất ok, đều rất là phù hợp với các bạn, nhưng mà cái giá nó được giảm hơn và phù hợp với túi tiền các bạn hơn, và bạn cũng không nhất thiết còn phải sạc lần như vậy, nó sẽ phí, bạn sẽ bỏ thêm một cái số tiền mà nó gần gấp đôi để bạn sở hữu cái dung lượng gấp đôi như vậy thì nó phí, nó không có xứng đáng. Thay vì số tiền đó bạn dùng để sử dụng một cái nhu cầu khác, ví dụ mua cái tai nghe hay là mua cái ốp lưng nó sẽ tốt hơn. Đó là cách mà bạn tư vấn cho khách hàng để khách hàng hiểu và khách hàng chấp nhận với là cái việc tư vấn của các bạn. Sau khi tư vấn xong thì các bạn sẽ đi tới bước thứ 5. Bước thứ 5 đó chính là chốt sale. Chốt sale là bước mà cuối cùng trong quá trình bán hàng. Lúc này bạn sẽ hỏi khách hàng về những việc là anh chị thanh toán theo hình thức nào, anh chị muốn là giao tận nhà hay là lấy ngay bây giờ hay là các cái yếu tố khác, để khách hàng ra quyết định. Ok, chốt. Lấy thì khi đó khách hàng chấp nhận thanh toán, và thanh toán thì bạn sẽ bán được hàng, và bán được hàng thì bạn sẽ bắt đầu có hoa hồng. Cái chốt sale đây cũng là một kỹ năng mà các bạn cần học hỏi, tại vì có rất nhiều loại khách hàng khác nhau, khách hàng lưỡng lự nè, khách hàng đa nghi nè, khách hàng mà chần chừ nè, khách hàng không quyết đoán nè, rồi khách hàng thì cái lo tám chuyện rồi không chịu chốt các kiểu. Thì bạn phải có cái kỹ năng làm sao đi tới kết thúc vấn đề, kết thúc cái việc bán hàng để có thể là chốt sale được tốt nhất, chốt sale được hiệu quả nhất, và có thể đi tới một cái giao dịch khác. Thì chốt sale là một cái kỹ năng mà các bạn cần phải học. Bước thứ 6 đó chính là bán thêm. Bán thêm, nếu mà thuật ngữ chuyên môn gọi là cái hình thức là upsell, up là lên, upsell. Thì với một khách hàng chúng ta không chỉ là bán một sản phẩm. Sau khi mà các bạn bán được cái sản phẩm đầu tiên xong rồi thì các bạn có thể giới thiệu, ở đây em có cái sản phẩm này nè, nó cũng sẽ tốt cho anh chị, nó phù hợp với anh chị, em thấy cái nhu cầu anh chị là như thế này, như thế này, như thế này, và sản phẩm này nó sẽ đáp ứng được cái này, cái này, cái này, và nó kết hợp với cái sản phẩm anh chị vừa mua, nó sẽ giúp anh chị thêm cái này, cái này, cái này và cái này. Thì tân giả sử như là một cái người quý ông, một anh giám đốc công ty đi, nói là như vậy cho nó sang tí xíu, vô trong cái cửa hàng thời trang để mua một đôi giày. Thì sau khi mà tư vấn bán giày xong á, thì bạn có thể nói em có Ninja cao cấp của Gucci, nó rất phù hợp với đôi giày của anh, nó vừa phù hợp về cái thương hiệu cũng vừa phù hợp về màu sắc, nó sẽ tôn lên cái dáng của anh đẹp hơn, và nó sẽ tạo cho anh một cái đẳng cấp quý phái hơn khi anh kết hợp với những cái bộ đồ vest, wrist Vuitton gì đó, thì giúp cho khách hàng tôi nên mua sản phẩm này để nó kết hợp thêm với những gì mà tôi đang có để nó trở nên tốt hơn. Thì lúc đó bạn sẽ là bạn thêm, bạn sẽ tiếp tục tư vấn về những sản phẩm đó để có thể từ một khách hàng bạn khai thác ra nhiều cái sản phẩm khác nhau để bán cho khách hàng đó. Sau khi tới bước thứ 6 thì chúng ta tới bước thứ 7, nghĩa là chốt sale tiếp. Bạn đã tư vấn xong rồi thì bạn tiếp tục chốt sale, tiếp tục đưa vô thanh toán tiếp. Đó thì lúc đó khách hàng sẽ tiếp tục móc hậu bao và chi trả cho bạn mà thôi. Thì cái việc mà này nó như một cái vòng xoáy vậy, một cái quy trình. Và thậm chí sau này khách hàng quay trở lại thì bạn vẫn có thể là upsell tiếp như vậy. Tất cả phụ thuộc vào kỹ năng của bạn. Bước thứ 8 đó chính là trò chuyện để trở thành bạn bè. Việc mà khách hàng nhớ tới bạn hay không đó chính là cái ấn tượng đối với bạn.
cái tình cảm đối với bạn, cái sự quý mến đối với bạn, thì bạn hãy trò chuyện với khách hàng, tâm sự về những cái câu chuyện mà khác ngoài lề, hoặc là khen họ về cái gì đó, hay hỏi thăm về gia đình, hỏi thăm về con cái, hỏi thăm về công việc của họ. Thì khi đó thì giống như là bạn bè với nhau, họ sẽ có tình cảm với bạn, nhớ tới bạn, và mai mốt có cái nhu cầu họ sẽ tìm tới bạn, hoặc bạn bè họ có nhu cầu họ sẽ giới thiệu qua bạn, và từ đó bạn sẽ nhân rộng ra cái tệp khách hàng trong tương lai của bạn lên lớn hơn. Và bước thứ 9, bước cuối cùng là kết bạn Facebook, Zalo. Việc này sẽ giúp cho bạn giữ cái mối quan hệ với khách hàng một cách lâu dài. Bởi vì sao? Bởi vì có một cái câu nói mà rất quen thuộc là đường không đi, lâu ngày cỏ mọc, người không qua lại, lâu ngày thành người dân. Thì việc các bạn kết bạn Zalo, Facebook của khách hàng đó là bạn giữ mối quan hệ với khách hàng. Lâu lâu bạn nhắn tin, bạn hỏi thăm, bạn trao đổi, bạn làm như thế nào đó để khách hàng vẫn luôn nhớ tới bạn, vẫn có cái mối quan hệ với các bạn, vẫn ghi nhận bạn trong cái tiềm thức, trong trí não của họ. Khi có cái vấn đề cần thiết thì họ sẽ liên hệ với các bạn. Và từ đó bạn tạo ra một cái tệp danh sách khách hàng tiềm năng và trung thành đối với bạn. Cho dù sau này bạn có đi công tác ở nơi khác, hay là bạn làm một cái gì đó, thì họ vẫn ủng hộ cho bạn, tại vì khi đó chúng ta là bạn bè với nhau rồi. Đây là cái cách bán hàng của một nhân viên sale giỏi, và từng bước Tân đã hướng dẫn cụ thể cho bạn và phân tích bạn cần phải làm gì và tại sao phải làm nó. Nếu giá trị video clip này đang mang lại cho bạn những điều bổ ích và thiết thực thì hãy bấm like video để ủng hộ cho Tân. Cùng với đó là subscribe đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục nhận được những video tiếp theo trên kênh Tân Nguyễn Marketing. Hãy để lại phần cảm nhận của bạn bên dưới comment video này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.